Esai đoạn 24 Này Đức Giê-hô-va làm cho đất trống không và hoang vu. Ngài lật đổ mặt đất và làm tan lạc dân cư. Thầy tế lễ như chúng dân, ông chủ như đầy tớ trai, bà chủ như đầy tớ gái, kẻ bán như người mua, kẻ cho mượn như người mượn, kẻ lấy lợi như người nộp lợi, ai cũng đồng một thể. Trên đất sẽ đều trống không và hoang vu cả vì Đức giê đã phán lời ấy. Đất thảm thương và tồi tàn, thế gian luộn bại và tồi tàn, những dân cao nhất trên đất hao mòn đi. Đất bị dân cư làm ô uế vì họ đã phạm luật pháp, trái điều răng, dứt, giao ước đời đời. Vậy nên sự rủa xả thiêu nuốt đất, những người ở trên nó mắc tội. Vì cái đó dân trên đất bị đốt cháy, chỉ còn ít người sót lại. Rượu mới than vãn, cây nho tàn héo. Mọi kẻ vốn có lòng vui đều than thở. Những kẻ đánh trống không đánh nữa. Tiếng mừng rỡ hết rồi. Giọng vui đàn cầm đã dứt. Chẳng còn vừa uống rượu vừa hát nữa. Những tay ghiền rượu cho rượu mạnh là cay đắng. Thành hoang loạn đã đổ nát. Nhà cửa đều đóng lại, không ai vào được. Người ta kêu la trong đường phố vì có rượu. Mọi sự vui đều trở nên tăm tối sự mừng rỡ trong xứ đi đâu rồi trong thành vắng vẻ cửa thành phá hội vì giữa các dân trên đất sẽ giống như lúc người ta rung cây olive và như khi mót trái nho sau mùa hái trái những kẻ này sẽ cất tiếng lên kêu rao từ nơi biển kêu lớn tiếng vui mừng vì sự uy nghiêm đức jehovah vậy hãy tôn vinh đức jehovah trong phương đông hãy tôn vinh danh đức jehovah Đức Chúa Trời của Israel trong các cù lao biển. Chúng ta đã nghe từ nơi đầu cùng đất hát rằng vinh hiển cho kẻ công bình. Nhưng tôi nói tôi bị gầy mòn, tôi bị gầy mòn, khốn nạn cho tôi. Những kẻ gian dối làm gian dối. Phải, kẻ gian dối làm gian dối lắm. Hỡi dân cư trên đất, sự kinh hãi hầm và bẫy đến trên người. Cái nào trốn khỏi tiếng kinh hãi sẽ sa xuống hầm nếu lên khỏi hầm, sẽ mắc vào lưới. Vì các cửa sổ trên trời đều mở ra, các nền dưới đất đều rung rinh. Đất đều tan nát, đất đều vỡ lở, đất đều rung động. Đất lay động như người sai, lỏng chỏng như cái võng. Tội lỗi chất lên trên nặng trĩu, nó sẽ đổ xuống và không dậy được nữa. Xảy ra trong ngày đó, Đức giê va sẽ phạt các cơ binh nơi cao ở trên trời và các vua thế gian ở trên đất. Họ sẽ nhóm lại cùng nhau, bị cầm trong hầm như tù, bị nhốt trong ngục, cách lâu ngày. Sẽ đều bị phạt, mặt trăng sẽ xấu hổ, mặt trời sẽ mắc cỡ. Vì Đức Diêu Va vạn quân sẽ trị vì trên núi Sion, tại Jerusalem, và sự vinh hiển sẽ chói lói trước mặt các trưởng lão.